Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới chế độ, chính sách đối với thương binh mới nhất năm 2024. Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 23 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp giấy chứng nhận thương binh và huy hiệu thương binh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia. Thứ hai là làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng. Thứ ba là trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch. Thứ tư là bị địch bắt, tấn công nhưng vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể. Thứ năm là làm nghĩa vụ quốc tế. Thứ sáu là dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ bảo vệ an ninh. Thứ bảy là trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ bảo vệ an ninh có tính chất nguy hiểm. Thứ 8 là do tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do chính phủ quy định. Thứ 9 là trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm. Thứ 10 là đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Như vậy, thương binh sẽ là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp giấy chứng nhận thương binh và huy hiệu thương binh. Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng như sau. Hạng 1 là đối với thương binh mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật, mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ. Hạng 2 là thương binh mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật, mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được. Hạng 3 là thương binh mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật, mất khả năng lao động ở mức trung bình. Hạng 4 là thương binh mất từ 21% đến 40% sức lao động do thương tật, giảm nhẹ khả năng lao động. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng các chế độ sau đây. Thứ nhất là được trợ cấp, phụ cấp hàng tháng như sau. Được trợ cấp hàng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh. Được trợ cấp người phục vụ, nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình, được phụ cấp hàng tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được phụ cấp đặc biệt hàng tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt, lưu ý thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng thì không hưởng phụ cấp hàng tháng. Thứ hai, thương binh. Người hưởng chính sách như thương binh sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thứ ba, sẽ được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. Thứ tư, được ưu tiên hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Thứ năm, được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục vụ phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ quan chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Thứ sáu, được hỗ trợ cải thiện nhà ở, căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Thứ bảy, được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. Thứ tám, được ưu tiên giao hợp tác xã đất, mặt nước biển, ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng. Thứ chín, được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Thứ 10, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. Cuối cùng là được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường lớp, trang bị, thiết bị, được vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Ngoài ra, thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh cũng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi cụ thể như sau. Thứ nhất là được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với những trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh. Người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, người phục vụ thương binh,
người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình thứ hai. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên qua đời thì thân nhân được hưởng trợ cấp như sau. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019. Con chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ, sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019, sống cô đơn. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Thứ ba là sẽ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ để theo học trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thứ tư là được trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời. Cuối cùng là được trợ cấp mai táng đối với người ho tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời. Kính thưa quý vị, theo quy định của pháp luật thì thương binh là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ trong quân đội nhân dân và sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong các trường hợp luật định được cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh cấp giấy chứng nhận thương binh và huy hiệu thương binh, còn người không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ trong quân đội nhân dân và sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp luật định được cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh và được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh căn cứ phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ thì mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cụ thể như sau: trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 1.878.000 đồng một tháng, 22% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp cấp là 1.969.000 đồng một tháng, 23% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp cấp là 2.053.000 đồng một tháng, 24% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.144.000 đồng một tháng, 25% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.236.000 đồng một tháng, 26% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.323.000 đồng một tháng, 27% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.411.000 đồng một tháng, 28% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.505.000 đồng một tháng, 29% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.589.000 đồng một tháng, 30% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.683.000 đồng một tháng, 31% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.770.000 đồng một tháng, 32% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.862.000 đồng một tháng, 33% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 2.950.000 đồng một tháng, 34% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.040.000 đồng một tháng, 35% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.132.000 đồng một tháng, 36% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.217.000 đồng một tháng, 37% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.304.000 đồng một tháng, 38% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.399.000 đồng một tháng, 39% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.489.000 đồng một tháng, 40% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.576.000 đồng một tháng, 41% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.667.000 đồng một tháng, 42% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.753.000 đồng một tháng, 43% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.839.000 đồng một tháng, 44% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 3.934.000 đồng một tháng, 45% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.024.000 đồng một tháng, 46% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.113.000 đồng một tháng, 47% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.200.000 đồng một tháng, 48% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.289.000 đồng một tháng, 49% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.382.000 đồng một tháng, 50% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.469.000 đồng một tháng, 51% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.561.000 đồng một tháng, 52% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.650.000 đồng một tháng, 53% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.736.000 đồng một tháng, 54% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.827.000 đồng một tháng, 55% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 4.918.000 đồng một tháng, 56% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.009.000 đồng một tháng,
57% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.093.000 đồng một tháng. 58% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.185.000 đồng một tháng. 59% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.277.000 đồng một tháng. 60% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.364.000 đồng một tháng. 61% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.450.000 đồng một tháng. 62% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.545.000 đồng một tháng. 63% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.629.000 đồng một tháng. 64% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.721.000 đồng một tháng. 65% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.809.000 đồng một tháng. 66% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.902.000 đồng một tháng. 67% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 5.990.000 đồng một tháng. 68% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.081.000 đồng một tháng. 69% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.170.000 đồng một tháng. 70% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.257.000 đồng một tháng. 71% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.343.000 đồng một tháng. 72% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.436.000 đồng một tháng. 73% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.530.000 đồng một tháng. 74% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.617.000 đồng một tháng. 75% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.708.000 đồng một tháng. 76% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.794.000 đồng một tháng. 77% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.884.000 đồng một tháng. 78% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 6.970.000 đồng một tháng. 79% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.060.000 đồng một tháng. 80% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.150.000 đồng một tháng. 81% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.240.000 đồng một tháng. 82% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.332.000 đồng một tháng. 83% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.421.000 đồng một tháng. 84% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.507.000 đồng một tháng. 85% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.601.000 đồng một tháng. 86% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.686.000 đồng một tháng. 87% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.773.000 đồng một tháng. 88% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.865.000 đồng một tháng. 89% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 7.959.000 đồng một tháng. 90% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.050.000 đồng một tháng. 91% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.134.000 đồng một tháng. 92% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.222.000 đồng một tháng. 93% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.314.000 đồng một tháng. 94% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.398.000 đồng một tháng. 95% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.495.000 đồng một tháng. 96% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.582.000 đồng một tháng. 97% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.669.000 đồng một tháng. 98% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.761.000 đồng một tháng. 99% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.850.000 đồng một tháng. Và 100% thì sẽ có mức hưởng trợ cấp là 8.941.000 đồng một tháng. Tiếp theo là chủ đề, người có huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì năm 2024 được nhận bao nhiêu tiền? Kính thưa quý vị, thời gian gần đây đội ngũ kênh Thầy Thắng nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan về các chế độ khi nhận được huân chương kháng chiến chống Mỹ. Có những cựu chiến binh được phong tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hạng nhì và cũng có cả hạng ba. Điều quan trọng mọi người dân có đặt câu hỏi cho chương trình là người được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Nếu được hưởng thì mức trợ cấp của người được tặng huân chương kháng chiến là bao nhiêu? Đội ngũ chương trình sẽ trả lời chi tiết nội dung này. Khi nghe đọc, quý vị nhớ chú ý lắng nghe để không bỏ lỡ các trường hợp nhé. Bạn Hiền có đặt câu hỏi, mẹ tôi được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, vậy mẹ tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Nếu được hưởng thì mức trợ cấp của người được tặng huân chương kháng chiến hưởng là bao nhiêu? Xin đội ngũ chương trình trả lời rõ cho tôi. Đội ngũ Thầy Thắng trả lời bạn như sau. Theo Điều 70 Nghị định 131-2021 NĐ-CP quy định về thời điểm hưởng như sau. Điều 70. Quy định về thời điểm hưởng. 1. Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 38 pháp lệnh được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. 2. Người có công quy định tại khoản 3 Điều 38 pháp lệnh được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. 3.
người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Theo đó, người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 38 pháp lệnh được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi mà huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì thuộc đối tượng tại khoản 2 điều 38 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 nên được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Mức trợ cấp của người được tặng huân chương kháng chiến hưởng là bao nhiêu? Bởi chưa đến thời điểm tăng mức hưởng mới đối với các đối tượng người có công nên mức hiện hành sẽ được tính theo số tiền của nghị định quy định năm 2023 quý vị nhé. Với năm 2023 thì sẽ áp dụng trả theo nghị định 55. Theo đó, phụ lục y nghị định 55/2023 NĐ-CP thì người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.208.000 đồng. Ngoài ra, trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng là 1.644.000 đồng. Như vậy, quý vị có thể thấy được quý vị chỉ cần được tặng huân chương kháng chiến là kiểu gì cũng được trợ cấp hàng tháng. Kể cả người thân của quý vị CPS, huân chương kháng chiến cũng đều được trợ cấp quý vị nhé. Quý vị nào mà nhìn nhà mình có huân chương kháng chiến mà không được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng thì có nghĩa là đang bị khuyết quyền lợi nhé. Quý vị cần liên hệ ngay tới địa phương xã. Nếu địa phương xã mà không giải quyết hoặc chậm trễ, quý vị liên hệ lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn làm thủ tục cụ thể và chi tiết nhé. Quý vị ơi, năm 2024 tới đây các mức trợ cấp hàng tháng sẽ được nâng cao lên tới tận khoảng 35%. Theo đó, những mức trợ cấp mới sẽ được tính bằng mức cũ nhân với 1,35 quý vị ạ. Theo đó, số tiền trợ cấp mới của người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.630.800 đồng. Thế còn trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng được nhận trợ cấp hàng tháng là 2.219.400 đồng. Còn đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945 được hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ nhận mức trợ cấp mới năm 2024 là 2.774.250 đồng. Quý vị nhớ rà soát thật kỹ để nhận tiền mức mới này nhé. Nếu quý vị thấy thông tin này hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích dưới video này nhé. Đội ngũ chương trình xin cảm ơn quý vị. Mục 2. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng năm 2024 được thực hiện như thế nào? Thành phần hồ sơ gồm những gì? Tôi muốn hỏi thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của chị Lan, Thái Bình. Trình tự giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng được thực hiện như thế nào? Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 20 mục 2 thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định 108 QĐLĐTBXH năm 2022 quy định trình tự giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng như sau. Bước 1. Cá nhân lập bản khai theo mẫu số 11 phụ lục y kèm theo nghị định 131/2021 NĐ-CP kèm một trong các giấy tờ quy định tại điều 68 nghị định 131/2021 NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. Trường hợp chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. Bước 2, Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, lập danh sách gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Bước 3, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Bước 4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo mẫu số 67 phụ lục y kèm theo nghị định 131/2021 NĐ-CP. Cách thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Thời hạn giải quyết 24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thời gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình thực hiện. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, quyết định về việc trợ cấp ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thành phần, số lượng hồ sơ giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng ra sao. Căn cứ theo quy định tại tiêu mục 20.1.2 thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định 108 QĐLĐTBXH năm 2022 quy định thành phần, số lượng hồ sơ giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng như sau. Thành phần hồ sơ, bản khai theo mẫu số 11 phụ lục y kèm theo nghị định 131/2021 NĐ-CP. Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử đối với trường hợp chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau. Giấy chứng nhận kỷ niệm trương tổ quốc ghi công bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến. Quyết định tặng thưởng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến. Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và quá trình tham gia giúp đỡ cách mạng của cơ quan thi đua, khen thưởng cấp huyện trở lên đối với trường hợp không có tên trong giấy chứng nhận kỷ niệm trương tổ quốc ghi công, bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến nhưng có tên trong hồ sơ khen thưởng. Số lượng hồ sơ giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng, không một bộ. Thời điểm hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng là khi nào? Căn cứ theo quy định tại Điều 70 Nghị định 131/2021 NĐ-CP quy định thời điểm hưởng như sau. Thời điểm hưởng: 1. Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 38 pháp lệnh được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. 2. Người có công quy định tại khoản 3 Điều 38 pháp lệnh được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. 3. Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Theo đó, thời điểm hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng như sau. Người có công giúp đỡ cách mạng thuộc trường hợp: người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến. Được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Người có công được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Tiếp theo là chủ đề, tăng trợ cấp thương binh năm 2024 là bao nhiêu? Kính thưa quý vị, chắc hẳn những ngày gần đây đang rộ rất nhiều thông tin chia sẻ về tăng lương hưu. Có rất nhiều quý vị có đặt câu hỏi tới chương trình, đã chốt tăng lương hưu rồi vậy thì mức tăng trợ cấp đối với người có công sẽ như thế nào? Như quý vị đã biết, mức tăng lương hưu năm nay tăng 15%, theo đó tất cả những quý vị đang thu nhập lương hưu dưới 3 triệu đều được tăng lên ở mức tối thiểu 3 triệu đồng. Tương tự như vậy, đối tượng người có công sẽ được tăng ở mức tương ứng. Khi tăng trợ cấp, người có công sẽ đảm bảo mức sống tối thiểu, cụ thể mức tăng trợ cấp mới. Đội ngũ chương trình đã tính toán để tăng phù hợp tăng của tất cả các đối tượng thương binh, trong đó có mức tăng mới thương binh hạng 1, thương binh hạng 2, hạng 3 và hạng 4. Mời quý vị đón xem và để lại bình luận phản hồi ý kiến ạ. Tỷ lệ thương tật càng cao thì tiền trợ cấp nhận về càng nhiều. 1. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.042.200 đồng, tăng so với mức cũ là 1.707.200 đồng. 2. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.131.960 đồng, tăng so với mức cũ là 1.728.960 đồng. 3. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.219.080 đồng, tăng so với mức cũ là 7.219.080 đồng. 4. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.302.240 đồng, tăng so với mức cũ là 1.770.240 đồng. 5. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.393.320 đồng, tăng so với mức cũ là 1.792.320 đồng. 6. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.476.480 đồng, tăng so với mức cũ là 1.812.480 đồng. 7.
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.560.960 đồng, tăng so với mức cũ là 1.832.960 đồng. 8. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.650.720 đồng, tăng so với mức cũ là 1.854.720 đồng. 9. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.741.800 đồng, tăng so với mức cũ là 1.876.800 đồng. Quý vị ơi, quý vị cần lắng nghe kỹ và đối chiếu với tỷ lệ thương tật của mình nhé. Nhiều quý vị có bình luận bảo mức này cao quá, liệu có thật không? Xin thưa với quý vị rằng, quý vị cần nghĩ tới công sức tuổi trẻ bảo vệ đất nước của quý vị. Quý vị xứng đáng hơn nữa, bởi tuổi trẻ của quý vị bỏ ra công sức, xương máu thì mới giữ được độc lập hòa bình ngày hôm nay. Quý vị xứng đáng nhận mức trợ cấp này nhé. Tiếp theo là các tỷ lệ tổn thương cơ thể cao hơn. 10. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.830.240 đồng, tăng so với mức cũ là 1.898.240 đồng. 11. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.912.080 đồng, tăng so với mức cũ là 1.918.080 đồng. 12. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì được nhận mức trợ cấp mới là 7.997.880 đồng, tăng so với mức cũ là 1.938.880 đồng. 13. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.087.640 đồng, tăng so với mức cũ là 1.960.640 đồng. 14. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.169.480 đồng, tăng so với mức cũ là 1.980.480 đồng. 15. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.263.200 đồng, tăng so với mức cũ là 2.003.200 đồng. 16. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.347.680 đồng, tăng so với mức cũ là 2.023.680 đồng. 17. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.432.160 đồng, tăng so với mức cũ là 2.044.160 đồng. 18. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.521.920 đồng, tăng so với mức cũ là 2.065.920 đồng. 19. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.609.040 đồng, tăng so với mức cũ là 2.087.040 đồng. 20. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100% thì được nhận mức trợ cấp mới là 8.697.480 đồng, tăng so với mức cũ là 2.108.480 đồng. Quý vị ở có mở mức thương tật này không? Quý vị thấy mức tiền trợ cấp này là cao hay thấp? Quý vị hãy để lại ý kiến cá nhân của mình xuống phần bình luận nhé. Chương trình sẽ giả định mức tăng của tất cả các đối tượng thương binh hạng 2/4 đều ở mức cao nhất là 33,5%. 1. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.301.120 đồng, tăng so với mức cũ là 1.285.120 đồng. 2. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.393.520 đồng, tăng so với mức cũ là 1.307.520 đồng. 3. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.475.360 đồng, tăng so với mức cũ là 1.327.360 đồng. 4. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.565.120 đồng, tăng so với mức cũ là 1.349.120 đồng. 5. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.650.920 đồng, tăng so với mức cũ là 1.369.920 đồng. 6.
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.740.680 đồng, tăng so với mức cũ là 1.391.680 đồng. 7. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.826.480 đồng, tăng so với mức cũ là 1.412.480 đồng. 8. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.914.920 đồng, tăng so với mức cũ là 1.433.920 đồng. 9. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.2040 đồng, tăng so với mức cũ là 1.455.040 đồng. Quý vị ơi, quý vị đang ở mức trợ cấp là bao nhiêu tiền? Quý vị thấy nhà nước tăng lên như thế này đã đủ bù trượt giá chưa? Quý vị hãy để lại ý kiến cá nhân của mình bên dưới nhé. 10. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.086.520 đồng, tăng so với mức cũ là 1.475.520 đồng. 11. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.169.680 đồng, tăng so với mức cũ là 1.495.680 đồng. 12. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.260.760 đồng, tăng so với mức cũ là 1.517.760 đồng. 13. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.351.840 đồng, tăng so với mức cũ là 1.539.840 đồng. 14. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.436.320 đồng, tăng so với mức cũ là 1.560.320 đồng. 15. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.524.760 đồng, tăng so với mức cũ là 1.581.760 đồng. 16. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.609.240 đồng, tăng so với mức cũ là 1.602.240 đồng. 17. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.696.360 đồng, tăng so với mức cũ là 1.623.360 đồng. 18. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.779.520 đồng, tăng so với mức cũ là 1.643.520 đồng. 19. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.867.960 đồng, tăng so với mức cũ là 1.664.960 đồng. 20. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì được nhận mức trợ cấp mới là 6.955.080 đồng, tăng so với mức cũ là 1.686.080 đồng. Đối với thương binh hạng 3/4, đây là những đối tượng mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật, mất khả năng lao động ở mức trung bình. Với mức tăng trợ cấp mới này, các đối tượng thương binh sẽ được hưởng các khoản tiền trợ cấp năm 2024 như sau. 1. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.728.760 đồng, tăng so với mức cũ là 1.026.760 đồng. 2. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.817.080 đồng, tăng so với mức cũ là 1.051.080 đồng. 3. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.904.020 đồng, tăng so với mức cũ là 1.075.020 đồng. 4. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.620.000 đồng, tăng so với mức cũ là 1.101.620 đồng. 5. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.091.700 đồng, tăng so với mức cũ là 1.126.700 đồng. 6.
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.182.780 đồng, tăng so với mức cũ là 1.151.780 đồng. 7. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.271.100 đồng, tăng so với mức cũ là 1.176.100 đồng. 8. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.362.180 đồng, tăng so với mức cũ là 1.201.180 đồng. 9. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.456.020 đồng, tăng so với mức cũ là 1.227.020 đồng. Quý vị ơi, quý vị thấy mức trợ cấp mới như này đã đủ chi phí sinh hoạt hàng tháng chưa? Qua thời gian làm chương trình, đội ngũ cũng tìm hiểu được một số đối tượng chính sách, đối tượng người có công hiện nay mức sống rất khó khăn. Với mức tiền trợ cấp ít ỏi thì rất khó để chi trả hết được chi phí sinh hoạt. Đa số đối tượng người có công đều phải đi mưu sinh ngoài xã hội rất vất vả. Đáng ra những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập nước nhà khi về già cần có một cuộc sống bình yên và đầy đủ. Họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và cả tính mạng để bảo vệ đất nước. Đây là một đóng góp mà không ai có thể thay thế được. Tất cả đối tượng người có công xứng đáng có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Quý vị thấy như vậy có chính xác không? Quý vị hãy để lại suy nghĩ của mình về mức trợ cấp hiện nay đang được hưởng nhé. Chúng ta tiếp tục đến với mức thương tật tiếp theo. 10. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.544.340 đồng, tăng so với mức cũ là 1.251.340 đồng. 11. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.638.180 đồng, tăng so với mức cũ là 1.277.180 đồng. 12. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.729.260 đồng, tăng so với mức cũ là 1.302.260 đồng. 13. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.816.200 đồng, tăng so với mức cũ là 1.326.200 đồng. 14. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì được nhận mức trợ cấp mới là 4.908.660 đồng, tăng so với mức cũ là 1.351.660 đồng. 15. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.1120 đồng, tăng so với mức cũ là 1.377.120 đồng. 16. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.93.580 đồng, tăng so với mức cũ là 1.402.580 đồng. 17. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.179.140 đồng, tăng so với mức cũ là 1.426.140 đồng. 18. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.272.980 đồng, tăng so với mức cũ là 1.451.980 đồng. 19. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.366.820 đồng, tăng so với mức cũ là 1.477.820 đồng. 20. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60% thì được nhận mức trợ cấp mới là 5.455.140 đồng, tăng so với mức cũ là 1.502.140 đồng. Đối với thương binh hạng 4/4, đây là những đối tượng mất từ 21% đến 40% sức lao động do thương tật, giảm nhẹ khả năng lao động. Với mức tăng trợ cấp mới này, các đối tượng thương binh sẽ được hưởng các khoản tiền trợ cấp năm 2024 như sau. 1. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% thì được nhận mức trợ cấp mới là 1.965.280 đồng, tăng so với mức cũ là 581.280 đồng. 2. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.060.420 đồng, tăng so với mức cũ là 609.420 đồng. 3. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.148.460 đồng, tăng so với mức cũ là 635.460 đồng. 4.
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.243.600 đồng, tăng so với mức cũ là 663.600 đồng. 5. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.340.160 đồng, tăng so với mức cũ là 692.160 đồng. 6. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.431.040 đồng, tăng so với mức cũ là 719.040 đồng. 7. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.523.340 đồng, tăng so với mức cũ là 746.340 đồng. 8. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.621.320 đồng, tăng so với mức cũ là 775.320 đồng. 9. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.709.360 đồng, tăng so với mức cũ là 801.360 đồng. Quý vị ơi, xin phép quý vị cho đội ngũ chương trình bình luận thêm về mức trợ cấp này. Với số tiền trợ cấp mới này thì đội ngũ chương trình thấy rằng mức mới này chưa thực sự tăng mạnh. Mặc dù đã tăng lên tới 42% nhưng số tiền nhận lại được chỉ có dưới 3 triệu đồng. Thực sự để chia sẻ với quý vị, mức này chưa đáp ứng được đời sống hiện nay. Đa số những đối tượng thương binh hạng 4 hiện nay đều là người cao tuổi, có thể thấy sức khỏe đã yếu dần đi do ảnh hưởng của đạn bom khi chiến tranh. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện nay chi phí giả cả đều tăng chóng mặt, giá điện, giá xăng chỉ toàn thấy tăng cao hơn. Tất cả điều này cho thấy mức trợ cấp mới chưa đủ đáp ứng với mức sống hiện nay. Có hay chăng nhà nước cần quy định mức trợ cấp tối thiểu cho người có công? Mức tối thiểu có thể trong khoảng 3 triệu đồng thì ít nhất có thể giảm được gánh nặng cuộc sống hiện nay. Ý kiến quý vị như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới bình luận nhé! Chúng ta sẽ tiếp tục đến với các MUC thương tật tiếp theo. 10. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.807.340 đồng, tăng so với mức cũ là 830.340 đồng. 11. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.898.220 đồng, tăng so với mức cũ là 857.220 đồng. 12. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì được nhận mức trợ cấp mới là 2.994.780 đồng, tăng so với mức cũ là 885.780 đồng. 13. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.087.080 đồng, tăng so với mức cũ là 913.080 đồng. 14. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.180.800 đồng, tăng so với mức cũ là 940.800 đồng. 15. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.277.360 đồng, tăng so với mức cũ là 969.360 đồng. 16. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.366.820 đồng, tăng so với mức cũ là 995.820 đồng. 17. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.457.700 đồng, tăng so với mức cũ là 1.022.700 đồng. 18. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.557.100 đồng, tăng so với mức cũ là 1.052.100 đồng. 19. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì được nhận mức trợ cấp mới là 3.650.820 đồng, tăng so với mức cũ là 1.079.820 đồng. 20. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì được nhận mức trợ cấp mới 3.741.700 đồng, tăng so với mức cũ là 1.106.700 đồng. Mục 2. Hoàn cảnh khó khăn của người thương binh nghèo. Đến xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đội ngũ chương trình chúng tôi được nhiều người dân kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình thương binh Đỗ Văn Bàn. Ông Đỗ Văn Bàn sinh năm 1950 tại xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba. Năm 1972, ông Bàn lên đường nhập ngũ, sau đó được điều động về Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 và chiến đấu tại mặt trận Bắc Tây Nguyên.
trong trận chiến ác liệt tại điểm cao 525 vào tháng 3 năm 1973, ông bị thương, trên cơ thể ông còn 4 mảnh đạn, 2 mảnh ở sọ não, 1 mảnh ở đùi và 1 ở sườn. Mặc dù bị thương nhưng ông vẫn ở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu, đến tháng 8 năm 1976 mới xuất ngũ. Hiện nay, ông Bàn được xác định bị nhiễm chất độc da cam. 2 mảnh đạn ở đầu khiến ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thần kinh. Mỗi năm ông bị phát bệnh từ 3 đến 4 lần, cơn đau khiến ông co quắp lại và lên cơn co giật mạnh. Xong rồi ông lại bỏ nhà đi lang thang, có khi vài ngày mới tìm thấy. Bà Ngô Thị Oanh, vợ ông Bàn cho biết, mỗi lần đi bệnh viện, nhà tôi phải có 2 đến 3 người đi cùng để chăm sóc ông, giữ chân, tay ông mỗi khi ông bị co giật. Vừa tốn tiền, vừa không có người nên không có điều kiện cho ông về bệnh viện lớn chạy chữa. Vì nghèo khó nên hai người con trai của ông bà học đến lớp 8 thì phải dừng học để phụ giúp gia đình. Gia đình ông phải sống trong một căn nhà lá sập xệ. Năm 2005, đồng đội cùng xã với ông đã đứng ra làm chứng để ông được xét công nhận thương binh hạng 1/4. Hàng tháng, ông nhận được 2,4 triệu đồng tiền hỗ trợ cho thương binh và nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin. Bà Oanh cho biết thêm, số tiền 2,4 triệu đồng của nhà nước thật sự rất quý, nhưng với căn bệnh của ông thì khó mà đủ thuốc thang chạy chữa. Gia đình ông Bàn đang đối mặt với cuộc sống hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ bà Ngô Thị Oanh, khu 2, xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Mục 3, mỗi năm nhà nước dành khoảng 31.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công. Đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công. Tổng kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hàng năm khoảng 31.000 tỷ đồng. Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công. Trong đó, có trên 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 800.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có gần 1,2 triệu người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Thực hiện các chế độ ưu đãi người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, qua việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đã qua nhiều lần điều chỉnh, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống của người có công. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, số người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là gần 1,2 triệu người và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Tổng kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hàng năm khoảng 31.000 tỷ đồng, bao gồm trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa. Đối với ưu đãi về nhà ở, sau hai giai đoạn triển khai, giai đoạn 2013 đến 2017 và giai đoạn 2017 đến 2019, việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng tại các tỉnh, thành phố đã hoàn thành với tổng số 393.707 hộ người có công được hỗ trợ, tổng kinh phí thực hiện là 10.653.422 triệu đồng. Người có công cũng được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện có gần 1.815.000 đối tượng người có công được nhà nước mua bảo hiểm y tế, ngoài thân nhân người có công, đã được nhà nước mua bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế với kinh phí trên 1.460 tỷ đồng trên năm. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, người có công được thanh toán 100%. Thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng, theo báo cáo của các địa phương, đến nay, đã có khoảng 49.000 người có công và con của họ được hỗ trợ đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng, trong đó có trên 24.000 người được đào tạo nghề nông nghiệp và 25.000 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp. Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận trên 2.700 người là con của thương binh, con bệnh binh nặng vào làm việc tại các doanh nghiệp quốc phòng, trong đó có 338 cháu là con của thương binh, con bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh. Các địa phương đều có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng việc làm đối với người có công, thân nhân người có công thông qua nhiều hình thức như ưu tiên về cộng điểm, tiêu chí, tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn còn những tồn tại trong thực hiện chính sách đối với người có công. Trong đó, việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công không còn lưu giữ giấy tờ gốc là vấn đề phức tạp. Phần lớn trường hợp tồn đọng là các đối tượng hoạt động cách mạng thời chống Pháp, chống Mỹ, hồ sơ, thủ tục không đầy đủ,
nhiều hồ sơ không có thông tin liên quan đến việc hy sinh hoặc bị thương, bị bệnh của các đối tượng. Nhiều trường hợp đã có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền không đủ cơ sở để xem xét, giải quyết nhưng vẫn tiếp tục gửi đề nghị, kiến nghị giải quyết chính sách. Qua công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cho thấy tại một số địa phương đã phát hiện một số trường hợp lập hồ sơ giả trong việc khám giám định, di chuyển để thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công. Bên cạnh đó, hiện nay tại các địa phương vẫn còn phát sinh các hộ người có công có khó khăn về nhà ở. Về việc này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết giao cho các địa phương chủ động bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương. Tuy nhiên 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các địa phương chưa bố trí được nguồn vốn. Do đó, việc triển khai hỗ trợ nhà ở đối với các hộ phát sinh chưa đáp ứng được nguyện vọng của người có công. Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do các thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nơi an táng ban đầu, nơi quy tập không đầy đủ, hài cốt liệt sĩ chôn cất đã lâu, thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu không còn thân nhân trực tiếp, chất lượng giám định en còn hạn chế. Trong giai đoạn 2021-2026, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách, tiếp tục rà soát, giải quyết trường hợp người có công với cách mạng còn tồn đọng, thực hiện hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, tăng cường vận động, hỗ trợ người có công về nhà ở, phấn đấu để không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Phối hợp với Bộ xây dựng đề án hỗ trợ cải thiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Triển khai có hiệu quả đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1515. Mục tiêu đến năm 2030 là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định en với số lượng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Hiện nay, còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập và khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa biết thông tin. Mục 4. Không để gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo. Chủ tịch nước yêu cầu cần nỗ lực, dành sự chung tay cao hơn chăm lo cho người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, không để hộ gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu này khi dự và phát biểu kỳ họp Quốc hội mới đây. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại con số hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống, đổ xương máu trong suốt lịch sử sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. Chủ tịch nước cho rằng kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ cũng đang để lại những di chứng nặng nề với đời sống xã hội. Cả nước đã một lần nữa đồng lòng, đoàn kết cùng tiến hành cuộc đấu tranh, chiến đấu với dịch bệnh. Đáng chú ý, thời gian qua, cả nước đã chứng kiến nhiều tấm gương các cán bộ, cựu chiến binh trong các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách vượt khó khăn để sản xuất, kinh doanh giỏi, nuôi dạy con cháu trưởng thành, đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chủ động mở rộng phong trào thi đua ở địa phương, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đạo lý tốt đẹp, truyền thống nghìn đời của dân tộc Việt Nam là luôn chú trọng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. 76 năm qua chúng ta đã huy động được nguồn lực to lớn của nhà nước và cộng đồng nhằm thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn. Những hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm mang lại hiệu quả to lớn cho xã hội, chăm sóc, nâng cao đời sống hộ gia đình người có công. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nâng cao đời sống cho các gia đình người có công với đất nước đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người dân như lẽ tự nhiên nhất, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn xã hội. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, mối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý của đất nước. Chủ tịch nước nhắc lại, trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý căn dặn trong di chúc đối với những người đã hy sinh một phần xương máu của mình thì Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm cách làm cho họ nơi ăn, chỗ ở yên ổn, đồng thời mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ dần dần tự lực cách sinh. Thực hiện di chúc của người, thời gian qua nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi người có công đã được ban hành, thực hiện đồng bộ, toàn diện và đa dạng. Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng,
các chế độ ưu đãi từng bước được hoàn thiện, bổ sung, nâng cao mức sống của người có công, thân nhân của người có công với cách mạng. Mới đây, nhà nước đã dành trên 400 tỷ đồng tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Mặc dù vậy, những bù đắp với các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng không bao giờ bằng được những gì họ đã cống hiến cho nhân dân và đất nước. Vì thế, cả hệ thống cần cố gắng làm nhiều việc đền ơn đáp nghĩa tích cực, có ý nghĩa hơn nữa tri ân người có công. Để triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa theo chiều sâu và thực sự hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội, mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, vinh dự tình cảm từ trái tim. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, xây dựng xã hội giàu lòng nhân ái, nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện sâu sắc tính ưu việt, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần nỗ lực, dành sự chung tay cao hơn chăm lo cho người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, không để hộ gia đình nào người có công nào thuộc diện hộ nghèo, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Cùng với đó, cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những phong trào, phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân, người có công với cách mạng nêu cao ý thức cách mạng, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên, hợp tác chiến đấu, lao động, học tập tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết để bảo đảm quyền lợi của người có công. Các ngành chức năng tăng cường kỹ thuật tiên tiến cập nhật lưu trữ thông tin liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước khẳng định. Mục 5. Mở rộng đối tượng, nâng cao mức sống của người có công. Chính sách chăm sóc người có công được thực hiện toàn diện và luôn là chính sách được triển khai tốt nhất trong các chính sách xã hội. Đối tượng người có công được mở rộng, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được nâng lên để đảm bảo mức sống của gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Trao đổi với báo điện tử Chính phủ về các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ năm 2023, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khẳng định, chuỗi các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực khắp cả nước tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thưa Thứ trưởng, những hoạt động nổi bật nào đã và đang được triển khai để hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay? Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023, năm nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch các hoạt động tưởng niệm, tri ân trên toàn quốc có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong hai ngày 19 và 20 phần 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương, viếng các liệt sĩ, nhà cách mạng yêu nước tại Nghĩa Trang Hàng Dương, thăm và tặng quà các gia đình cựu tù chính trị, gia đình chính sách trên địa bàn Côn Đảo. Ngày 22 tháng 7 tại thành phố Huế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 300 đại biểu bao gồm mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động, các vị lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công cả nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức dâng hương, viếng các Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Việc tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trên toàn quốc diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 7 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cuộc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương. Cũng trong tháng 7, việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng diễn ra đều khắp tại các địa phương cả nước và tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Sáng ngày 27 tháng 7 tại Hà Nội, lễ dâng hương,
dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Có thể khẳng định, các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tham gia thường xuyên từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hàng năm, trong đó cao điểm là các hoạt động vào dịp tháng 7, tháng đền ơn đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn của cả nước. Các chế độ ưu đãi thống nhất, rõ ràng, cụ thể theo từng đối tượng. Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó gần 1,4 triệu người có công được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Xin Thứ trưởng cho biết, thời gian qua Bộ đã nghiên cứu, tham mưu ban hành các chính sách nâng cao đời sống cho người có công như thế nào? Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, ngày 29 tháng 8 năm 1994, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 9 đã thông qua pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, nay gọi là pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Từ đó đến nay, pháp lệnh đã trải qua 7 lần sửa đổi vào các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và 2020, cùng với đó là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ ngành liên quan ban hành một cách đồng bộ để triển khai thực hiện pháp lệnh nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Gần đây nhất, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, sửa đổi, năm 2020 được thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020, gồm 7 chương và 58 điều, trong đó bổ sung 2 chương mới, công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nguồn lực thực hiện, bổ sung 10 điều mới và sửa đổi nội dung 41 điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn thời gian qua. Pháp lệnh mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và bổ sung đối tượng người có công và thân nhân như người bị địch bắt tù đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975, mở rộng đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Pháp lệnh cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát kỹ từ thực tiễn. Chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân được tập hợp để quy định một cách thống nhất, rõ ràng, cụ thể hơn. Quy định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, quy định chế độ trợ cấp mai táng, bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá, quy định mức trợ cấp hàng tháng với bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, không phụ thuộc vào số con liệt sĩ. Tính chung từ năm 2012 đến nay, đã có 69 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 3 pháp lệnh của Quốc hội, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, 1 chỉ thị của Ban Bí thư, 2 nghị quyết của Chính phủ, 11 nghị định của Chính phủ, 10 quyết định của Chủ tịch nước, 2 chỉ thị và 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 29 thông tư và thông tư liên tịch của các bộ, ngành về công tác chăm sóc, nâng cao đời sống người có công, thân nhân người có công với cách mạng đã được ban hành và tổ chức thực hiện. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã thể chế hóa tương đối đầy đủ các chủ trương của Đảng đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Các chế độ ưu đãi được tập hợp quy định thống nhất, rõ ràng, cụ thể theo từng đối tượng, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để người có công xây dựng cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò trong cộng đồng và xã hội. Cùng với các chính sách, chế độ ưu đãi nêu trên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch này hướng đến việc hình thành một hệ thống cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, đảm bảo người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Một trong những thành tựu lớn trong thực hiện chính sách người có công với cách mạng những năm qua là việc toàn ngành lao động thương binh và xã hội đã tập trung xác nhận, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Xin Thứ trưởng chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thực hiện chỉ thị số 14 CTTVK ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư khóa 12. Đến năm 2020, toàn quốc đã giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng theo quyết định số 408 QĐLĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, bảo đảm công khai minh bạch. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt là ý kiến của các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, cả nước đã xem xét giải quyết trên gần 7.000 hồ sơ tồn đọng và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Những hồ sơ không đủ điều kiện trả về địa phương cũng được trả lời thấu tình, đạt lý. Có thể nói, chính sách chăm sóc người có công được thực hiện toàn diện và luôn là chính sách được triển khai tốt nhất trong các chính sách xã hội, đặc biệt là việc quyết liệt giải quyết hồ sơ tồn đọng. Công tác xác nhận người có công được tổ chức thực hiện đảm bảo không bỏ sót những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đối tượng người có công được mở rộng, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được nâng lên để đảm bảo mức sống của gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ được tu bổ, nâng cấp thường xuyên. Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Bên cạnh những chính sách của Đảng và Nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng là nguồn lực không thể thiếu trong thực hiện các chính sách chăm lo người có công với cách mạng. Vậy, trong thời gian tới đây, việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công sẽ như thế nào thưa Thứ trưởng? Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, hiện nay, cả nước có trên 1,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Từ năm 2020 đến nay, do tác động của đại dịch COVID-19, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác chăm sóc người có công với cách mạng vẫn được Đảng và Nhà nước ưu tiên quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Do đó, đời sống của người có công và thân nhân của họ vẫn được bảo đảm ổn định. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Mới đây, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Với Nghị định 55 NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Tôi cho rằng, các phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chỉ tính trong giai đoạn 2012 đến 2022, ngân sách nhà nước đã dành hơn 357.000 tỷ đồng để thực hiện chế độ đối với người có công và thân nhân. Gia đình người có công, cả nước đã vận động được trên 13.000 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa, tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn. 2.998 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, đoàn thể nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Trong thời gian tới đây, nhà nước xây dựng chiến lược tài chính để thực hiện chính sách xã hội, trong đó có chính sách người có công. Trên cơ sở nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và sự tham gia của người dân. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực trong công tác chăm sóc người có công. Mục 6. Không thể phủ nhận những nỗ lực trong chăm lo người có công với cách mạng. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả đến nay còn nặng nề. Đã có hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ ngã xuống, nhiều ngôi mộ liệt sĩ không tên, những vết thương sau chiến tranh vẫn dày vò thân thể, tinh thần thương, bệnh binh, đến nay chất độc da cam dioxin vẫn còn gieo rắc nỗi đau cho biết bao thế hệ gia đình người Việt Nam.
để khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân của họ vơi bớt khó khăn. Đảng, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách quan trọng và động viên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy nhiên, với âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, vạch trần chiêu trò xảo trá. Cứ vào dịp tháng 7, trong khi cả nước hướng về ngày thương binh, liệt sĩ với biết bao lòng thành kính, nhớ ơn công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống thì cũng là lúc những luận điệu chống phá, lời lẽ ngược dòng lại xuất hiện nhiều hơn. Lợi dụng những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ở một số địa phương, các thế lực thù địch tỏ rõ thói đạo đức giả khi tung ra nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung vu cáo chính quyền không quan tâm, người có công bị bỏ rơi, để hạ bệ, phủ nhận vai trò, nỗ lực của Đảng, nhà nước trong chăm lo người có công. Một số kẻ vu cáo Đảng, nhà nước bỏ mặc các gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh, miệt thị rằng trong chiến tranh vì nghe lời xúi dục, dối lừa của Đảng mà lao vào trận chiến, nay bỏ thân hay tàn phế thì không ai quan tâm. Thâm độc hơn, họ đồng nhất nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của lực lượng cách mạng với những kẻ phản cách mạng, đánh đồng sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân cũng giống như những binh lính Việt Nam Cộng Hòa tay sai của thực dân, đế quốc, đòi vinh danh chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Số đối tượng xấu còn cố tình bẻ lái sự hy sinh, cống hiến của anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, xuyên tạc những hy sinh, mất mát là do cảnh nồi ra, nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Từ đó, họ đòi bỏ ngày thương binh liệt sĩ, chối bỏ những cống hiến quên mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phủ nhận chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công. Thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái, thể hiện bản chất phi nhân văn, phản đạo đức của các thế lực thù địch. Số tổ chức, cá nhân phản động sống lưu vong ở hải ngoại, các hãng truyền thông hải ngoại định kiến với Việt Nam. Có thể thấy, những thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội trắng trợn xuyên tạc, cố ý lập lờ đánh lận con đen, đánh cháo giá trị, đổi trắng thay đen, đổi đen thành trắng, nói không thành có, nói có thành không nhằm gây xáo trộn tư tưởng, tạo hoài nghi, mất tin tưởng về chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công. Mục đích không chỉ kích động chống phá Đảng, nhà nước mà còn cố tình làm băng hoại truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, giảm sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân ta là vô giá, không thể quy đổi, so sánh giá trị vật chất nào, càng không thể phủ nhận, xóa mờ những hiến dâng ấy cho Tổ quốc. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc ta mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, nhà nước, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã truyền lại cho chúng ta. Những tình cảm sâu nặng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng, nhà nước ta vận dụng, kế thừa, phát huy và cụ thể hóa thành nhiều chương trình, chính sách giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Quan điểm nhất quán đó được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng. Trong đó, Đại hội 14 khẳng định thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, với nhiều điểm mới nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh đã mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người có công và thân nhân người có công. Pháp lệnh cũng xác định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp hàng tháng với bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, đồng thời bỏ quy định trợ cấp tuất theo số con liệt sĩ với bà mẹ Việt Nam anh hùng mà cố định rõ mức trợ cấp chung, đảm bảo chăm lo các bà mẹ Việt Nam anh hùng mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ.
chế độ ưu đãi người có công và thân nhân của người có công đã bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Các cấp, ngành, địa phương không ngừng hoàn thiện, bổ sung thể chế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, xây dựng, ban hành quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng kết đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 đến 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 đến 2030 và những năm tiếp theo. Thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại địa phương và tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Với sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân của họ được tiến hành với nhiều nội dung như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Đến nay, người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6 đến 8 nghìn trường hợp, đưa trên 580 nghìn lượt người có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ trợ giáo dục cho khoảng 40 nghìn lượt người. Mạng lưới các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng được quy hoạch tổng thể, rộng khắp trong cả nước với 65 cơ sở nuôi dưỡng. Điều dưỡng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự đủ để đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng người có công, nhất là thương binh nặng. Tính đến năm 2023, cả nước đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ 3.500 nghĩa trang liệt sĩ và trên 3.500 công trình ghi công liệt sĩ trên khắp cả nước. Tất cả bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống luôn được chăm lo đời sống bằng nhiều việc làm cụ thể như tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. Những việc làm trên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng thời, là minh chứng thuyết phục phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ xấu về chính sách của Đảng, nhà nước, sự quan tâm của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đất nước ta có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay đến từ sự hiến dâng quên mình của thế hệ ông cha đi trước. Hiện nay, điều kiện kinh tế, xã hội đã được nâng cao rõ rệt thì việc quan tâm chăm lo người có công với cách mạng càng phải được thể hiện đậm nét hơn, hiệu quả hơn. Mục 7. Phấn đấu 100% người có công đạt mức sống từ trung bình khá. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ xây dựng chính sách nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi và ưu tiên chăm sóc sức khỏe, nhà ở với người có công. Giới thiệu nghị quyết 42 của Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội tại hội nghị sáng ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nghị quyết đề ra 37 nhóm mục tiêu, trong đó có việc bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên. Cụ thể, đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, người gặp khó khăn trong cuộc sống sẽ được đặc biệt chăm lo. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của họ sẽ được nâng lên, đồng thời với chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội. Trung ương giao các bộ, ngành, địa phương sớm giải quyết tồn đọng chính sách người có công, nhất là tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, khuyến khích tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Theo lãnh đạo chính phủ, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, số người có công và gia đình người có công ở Việt Nam rất lớn. Vừa qua, các bộ ngành đã cố gắng giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng cho người có công ở Lào, Campuchia.
đơn cử như qua các cuộc chiến tranh, hồ sơ của liệt sĩ mất hết, cơ quan, địa phương phải rà soát làm lại, đảm bảo không thiếu sót và tránh khiếu kiện. Có trường hợp hoạt động cách mạng bí mật, hồ sơ giấy tờ không công khai thì không thể đòi hỏi hồ sơ được, phải tiếp cận theo cách khác, Thủ tướng nói. Người đứng đầu chính phủ cho biết nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, chia sẻ giữa nhà nước, xã hội, người dân, chú trọng phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội bao phủ được toàn bộ lao động, nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế toàn dân. Cần tiếp tục nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng đảm bảo mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia, phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông nói. Theo Thủ tướng, hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được hoàn thiện theo hướng mở, tạo cơ hội học tập suốt đời và thúc đẩy xã hội hóa học tập. Hệ thống y tế cũng sẽ được xây dựng công bằng, chất lượng, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, chú trọng phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng. Cùng với đó, nhà nước cũng tập trung thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030, hoàn thiện chính sách, pháp luật về nhà ở xã hội, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở và cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Lãnh đạo chính phủ thừa nhận chế độ an sinh của Việt Nam hiện còn nhiều bất cập. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn người lao động, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tăng. Nhà nước cũng thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động, người dân ứng phó với các cú sốc trên diện rộng. Hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn. Các chính sách an sinh xã hội rất cần thiết nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Người cần hỗ trợ nhiều, địa bàn rộng, tính chất chính sách phức tạp nên đòi hỏi triển khai bình tĩnh, không nóng vội, không thể giải quyết trong vài năm vì đây là vấn đề lâu dài. Nhà nước không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, Thủ tướng nói. Khẳng định việc xây dựng chính sách xã hội sẽ dựa trên cơ sở khoa học, hội nhập quốc tế, phù hợp thực tiễn, lấy con người làm trung tâm, đảm bảo an sinh xã hội là quyền cơ bản của công dân. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan tổ chức trong một ngày mùng 4 tháng 12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Mục 8. Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa các vị đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Thưa đồng bào, đồng chí. Hôm nay, với niềm xúc động và những tình cảm sâu nặng, trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế, vùng đất cố đô anh hùng, tươi đẹp với bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng vẻ vang, chúng ta long trọng tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947. Ngày 27 tháng 7 năm 2023 để thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cũng như tôn vinh những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên, vượt qua sự mất mát to lớn và nỗi đau chiến tranh để lại. Trong suốt các chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong những năm tháng cam go, khốc liệt của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với khát vọng, niềm tin chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lớp lớp những người con ưu tú của đất nước đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong số đó, nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào sông núi, góp phần tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Và còn biết bao thương binh, bệnh binh luôn lạc quan, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thương tật của chiến tranh, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho gia đình, người thân, cộng đồng và đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.
Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã độc lập, thống nhất, nhưng vẫn còn đó biết bao nỗi đau thương. Những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má của những người mẹ vì ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Những vết thương chiến tranh vẫn hàng ngày đau nhức, nhất là lúc trái nắng, trở trời, những di chứng do chất độc da cam dày vò biết bao số phận, những ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những gia đình chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình, ở đâu. Thấu hiểu, sẻ chia với những nỗi đau đó, trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng thêm 26,5% và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được nâng lên và cải thiện về vật chất và tinh thần. Đến nay 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao. Việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, có hiệu quả, làm ấm lòng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ đã khuất và góp phần giảm bớt nỗi đau cho những người ở lại. Trong giai đoạn 2012-2022, chúng ta đã dành hơn 357.000 tỷ đồng để thực hiện chế độ đối với người có công và thân nhân, gia đình người có công. Cả nước đã vận động được trên 13.000 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa, tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng, làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời gần 3.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, chúng ta trân trọng và khâm phục tinh thần tàn nhưng không phế, ý chí, nghị lực và sự nỗ lực vươn lên của những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vượt qua nỗi đau chiến tranh, mất mát to lớn, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Hội nghị hôm nay tôn vinh 300 tấm gương tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền, dân tộc, thành phần, tôn giáo, đại diện cho 9,2 triệu người có công trên toàn quốc. Đó là 8 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có mẹ tuổi đã rất cao như mẹ Nguyễn Thị Điềm 98 tuổi, mẹ Ngô Thị Diện 97 tuổi, những người mẹ cao cả, xứng đáng 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến khen tặng cho người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đó là các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh tiêu biểu như các đại biểu Hồ Đức Vai, Thừa Thiên Huế, người Paco, Phạm Đồng Châu, Hà Nội, Ngô Tùng Trinh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí đã phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt qua bệnh tật, làm giàu cho bản thân, gia đình, tham gia đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, đất nước. Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nhân rộng các mô hình hiệu quả giúp đỡ cộng đồng, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Đó là các đại biểu thân nhân liệt sĩ, những người đã vượt qua đau thương, mất mát, khó khăn, tiếp bước các thế hệ cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, như đại biểu Nguyễn Thị Cách, Hải Dương, Trương Thị Tám, Hưng Yên, Lê Thị Thi, Thừa Thiên Huế, Nguyễn Văn Hồng, Bà Rịa Vũng Tàu, là con liệt sĩ và cũng là thương binh tỷ lệ 61%. Nhiều cháu học sinh, sinh viên đã luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt vì tương lai của chính mình và đóng góp cho đất nước, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của những thế hệ cha anh đi trước. Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực sắt đá, ý chí mãnh liệt, nỗ lực vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà 300 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu.
Đây thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta. Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả, nhưng chúng ta vẫn day dứt, chăn trở khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ. Phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công kịp thời, hiệu quả, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng. Các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, nghiên cứu ban hành các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phát huy vị trí, vai trò của người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng và xã hội, đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sâu sắc trên nhiều phương tiện với cách làm mới, sáng tạo theo phương châm dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và dễ làm theo, noi gương. Nhân dịp này, tôi mong các đồng chí, những người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, 300 đại biểu tiêu biểu ngày hôm nay nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, cống hiến sức lực, trí tuệ, luôn là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và tu dưỡng, cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn, các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước. Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế. Với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ, để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên, đầy đủ và tốt đẹp hơn. Xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Mục 9. Nâng cao mức sống cho người có công với cách mạng. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp huyện Cam Lộ luôn quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Nhờ đó, trong 5 năm gần đây, huyện Cam Lộ không có hộ nghèo, hộ cận nghèo là gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng không ngừng nâng cao. Trải qua nhiều mất mát, đau thương của chiến tranh, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng thấu hiểu rất rõ giá trị của hòa bình và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Với mục tiêu đảm bảo người có công với cách mạng có mức sống trung bình trở lên, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước được ban hành, thực thi. Trong đó, chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là bệ đỡ tiếp thêm nguồn lực cho thương binh, bệnh binh, người có công vươn lên phát triển kinh tế. Trở về quê hương sau chiến tranh với thương tật 4/4, thương binh Nguyễn Đức Khả ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương. Trên khu vườn rộng 1 hectare, từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Khả tập trung trồng hồ tiêu và nuôi dê nhốt chuồng. Thời điểm cao nhất gia đình ông thu 1,2 tấn tiêu, nuôi 30 con dê, thu nhập hơn 120 triệu đồng trên năm. Trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,
các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được địa phương ưu tiên hỗ trợ tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế. Mình là thương bệnh binh, sức khỏe yếu thì chọn tham gia các mô hình, phần việc phù hợp, làm dần dần. Bản thân tôi thường xuyên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tăng gia sản xuất. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi này mà gia đình tôi đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập thêm ngoài tiền chế độ hàng tháng đối với thương bệnh binh, góp phần nâng cao mức sống cho gia đình, ông Khả cho hay. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ tiếp cận các mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế. Huyện Cam Lộ hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, song địa phương luôn quan tâm hỗ trợ tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế cho gia đình người có công. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ qua kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt hơn 369 tỷ đồng, với gần 9.500 khách hàng vay vốn của 15 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, có chương trình cho vay đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Việc đa dạng hóa mô hình sinh kế hỗ trợ thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân đã góp phần thực hiện đạt mục tiêu 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Cam Lộ có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân địa phương nơi cư trú. Toàn huyện Cam Lộ có 2.271 người có công với cách mạng, trong đó có 858 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, một số người có công và thân nhân liệt sĩ hưởng các chế độ khác theo quy định như trợ cấp một lần, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trợ cấp người phục vụ, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, huyện Cam Lộ xác định việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và của mọi người. Theo đó, địa phương đã tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Các phong trào đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ, lập quỹ bảo trợ xã hội, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn, đỡ đầu con liệt sĩ, thực hiện các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh. Đã tạo điều kiện để người có công nỗ lực vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tích cực vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, sống cô đơn không nơi nương tựa. Chăm sóc phần mộ liệt sĩ chưa biết tên đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước, việc hỗ trợ tiếp cận các mô hình sinh kế được toàn xã hội quan tâm, trở thành nét đẹp truyền thống và động lực để gia đình chính sách, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Cam Lộ vươn lên, góp phần nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về mục lương của thương binh hạng 4/4 năm 2024 là bao nhiêu. Khi nghe đọc, nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Kênh luôn nỗ lực mang đến những thông tin hữu ích và cập nhật về các chính sách pháp luật mới từ chính phủ. Nếu quý vị thấy những nội dung kênh cung cấp hữu ích và đáng giá thì quý vị hãy hào phóng tặng kênh một nút like. Sự ủng hộ của quý vị là động lực to lớn giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin chất lượng và giá trị hơn nữa. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào, quý vị hãy đăng ký kênh ngay hôm nay. Đội ngũ kênh cam kết cập nhật thường xuyên các chính sách pháp luật mới nhất từ chính phủ và gửi thông báo đến quý vị một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng thông tin tích cực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn.